Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đến với kênh video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video xoài chấm tương ớt các bạn nhé. Bây giờ mình cần tương ớt, chi su và chấm với nước mắm tỏi ớt nữa. Đây nha các bạn nhé. Đây là quả xoài mình vừa hái về. Hai quả nhé. Quả này chín rồi chắc. Đó là mà mình không chấm nữa. Sẽ đổ từ đất rồi. Các bạn ạ, đây từ đất của mình nhá. Bây giờ mình sẽ gọt cái đặc bát để đựng không phải đâu, đựng xoài. Xoài đang sắp chín rồi các bạn ạ. Xoài đang mình không có chuyên nghiệp về gọt xoài cho lắm. Từ quả to đây có thể quả bé hết rồi. Đấy. Xong các bạn nhé. Chưa đầy 1 phút tôi đã gọt xong một quả xoài. Và con dao này hơi đen nên là xoài nó tới hơi đen. Nhưng mà rất là sát các bạn nhé. Tiếp tục gọt hai quả thử thách này, ăn hai quả chấm với kia hai loại nước chấm này xem có cái cảm giác có mùi vị gì nhé. Do là tôi không trèo lên được thì nó bị vỡ như này, thấy không, bị vỡ đúng không ạ? Trong một thời gian ngắn thì tôi đã gọt được hai quả xoài. Đây các bạn thấy không? Xoài tôi lại bị nứt, để do rơi xuống. Hai quả nha. Đây mình đống vỏ đây. Tiếp nhận. Bây giờ là chinh tiếp một bộ. Tôi sẽ bổ xoài thử chỗ tay của mình cho các bạn xem nhé. Đen quá. Trời ơi. Rồi, trời ơi. Mình nãy mình quên mài đi rõ ràng thì nó vẫn sát, thế là mình cứ chén thôi. Thôi chắc không sao đâu bạn, tiếp tục. Xong một quả các bạn nhé, đây là hạt. Sắp chín rồi. Anh ra ngoài đi. Vào đây làm cái gì? Bất việc. Ôi, quả sắp chín rồi. Đang trực tiếp à? Đang quay vlog. Ơi, ra chỗ khác đi. À, thế ăn xoài không? Chấm chấm cái này. Mời các bạn nhá. Mình có ăn được không? Mặn cũng không thấy đâu. Ăn được không? Quá tuyệt vời luôn các bạn. Đúng là kiểu bên ông nhá. Đấy, đây là cái này nó đúng mình cũng lấy được rồi, cho mình bỏ đi. Để các bạn cho bạn xem. Tuyệt vời luôn nhá. Các bạn nhìn thấy không? Đây là sản phẩm của tớ nhá. Quá tuyệt vời luôn nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha.
Anh để đây. Đây là vỏ. Đây là mình mới gọt xong. Đây là cái sản phẩm của mình. Đây là mắm tỏi ớt. Và đây là thiên su. Còn bây giờ là tiếp tục. Mời tất cả bạn nha. Sẽ chấm. Đây. Chấm cái cái gì trước nhỉ? Thiên su trước đi. Đây các bạn nha. Chấm. Thử thách của tôi hôm nay là hai quả, ăn hết hai quả thôi. Đấy. Ok lắm các bạn ạ. Nó vị ngọt ngọt. Đây. Chua chua, vị ngọt ngọt cũng là cay cay đấy. Thích. Bây giờ chấm chấm mắm tỏi ớt xem. Hôm nay chấm các bạn nhá. Mùi nó tanh tanh vào nước mắm. Nên chấm này là đặc biệt, rất là ngon. Đảm bảo 100% luôn. Nếu bạn nào chưa thử thì thử đi, sẽ biết. Đấy, rất là ngon. Nó ngọt rồi nó cay cay, chua chua nhé. Ăn nữa không anh em? Công nhận ăn này ngon nhỉ. Đây, mời tất cả bà con nha. Anh này giấu mặt, không muốn lộ mặt đâu, sợ nổi tiếng. Mà lộ mặt phát là bao nhiêu anh em nó gửi xin info luôn. Tâm ra là thôi, giấu mặt. Quá tuyệt vời. Mình là bảo với các bạn là các bạn cứ thử làm theo như mình xem, rất là ngon luôn. Đây nha. Quá tuyệt vời luôn đó các bạn nhé. Khả năng phải đổ thêm tương ớt. Quá tuyệt vời luôn. Hai quả bọ. Hai. Sao biết được các bạn? Sao biết được hai quả các bạn? Thái miếng to ăn nó nhanh, lăng đói. Chấm nhiều nhiều cay cay. Ok. Xoay anh ơi. Các bạn ơi. Vâng. Các bạn xem. Hai nhập trai. Cao to. Ánh ngại. Sợ là mấy em nó xin info. Đấy. Ăn như lợn luôn các bạn nhé. Khó. Thôi, anh có ngại thôi. Mình, đây, tiếp tục chiến đấu. Ờ, bọn anh không ngại đâu. Bên này to nhất. Đây. Xoài này ăn như xoài các bạn ạ. Có ngon như xoài không? Cái ăn nhiều rồi. Cái này ăn ngọt như xoài. Không phải ăn ngọt như xoài. Rất là tuyệt vời. Ơ mày tí hả? Giống nách các bạn nhá. Điên nhỉ? Ôi. Đúng chân bằng nhá. Ôi ôi ôi. Mình mời các bạn nhá. Đây nhá, mình hướng dẫn các bạn là cách cầm đũa nhá. Đây, trước tiên mình cầm như này nha các bạn nhá. Đây nhá, đấy, cầm như này. Đấy, đấy các bạn thấy chưa? Đấy, đây, hướng dẫn các bạn nhá. Ôi, rồi, 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 rồi. Đây là đồng chí Vàng Hà Phu nhá. Đồng chí rất, có rất mộng YouTube. Đúng rồi. Các bạn ủng hộ nhá. Các bạn đăng ký kênh của mình nhá. Do mấy anh này đông vui. Ủa, không phải đông nhiều lắm. Kênh xin cảm tất cả bà con nhá. Xin quyền mình tắt video nhá. Nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Chào các bạn nhá. Đấy, xin info thì cứ Facebook của mình là Bàn Phô nhá. Chào tất cả các bạn nhá.